chúng ta vẽ theo cái suy nghĩ của mình. Và các bố mẹ này hay là các chủ nhiệm câu lạc bộ ấy, thì chúng ta cũng không nhất thiết phải là gọi là gợi ý các con đâu. Bởi vì sao? Có thể gợi ý của một cô giáo thì khiến cho cả lớp để vẽ tranh giống nhau. Đó, thế nên các con cũng mình lắng nghe gợi ý, mình lắng nghe cái phần hướng dẫn của giáo viên, của bố mẹ, nhưng mà thực ra mình phải vẽ theo cái suy nghĩ của mình. Các con đồng ý không? Thế nên là sau ngày hôm nay hãy tự tin là mình vẽ tranh đẹp. Và sau hôm nay cũng tự tin là mình có những cái suy nghĩ khác biệt với cả mọi người. Đấy là điều quan trọng của cuộc thi vẽ tranh. Và chú hy vọng rằng là các bạn tiếp tục duy trì cái tình yêu với nghệ thuật, tình yêu với hội họa để có thể gửi đến cho các cuộc thi cũng như là chia sẻ với mọi người tài năng của mình. Và một lát nữa thì các bạn sẽ biết là bạn nào được giải. Chúng ta có rất là nhiều giải, được không? Còn trong buổi sáng ngày hôm nay, các bạn nhìn ở trên bàn của mình đi. Các bạn nhìn ở trên bàn của mình nha. Ở đây là có những cái dụng cụ để các bạn thử trải nghiệm sản phẩm. Có sản phẩm của Sakura, có sản phẩm của Hồng Hà. Và chúng ta sẽ thử trải nghiệm. Các bạn sẽ có một số những cái set đồ như sau nha. Đó là có sắc dầu này, có màu nén này, và có một số những cái màu cũng lạ lạ nữa. Nhưng ngày hôm nay chúng ta không vẽ tranh vào giấy đơn thuần, mà chúng ta sẽ vẽ lên những cái chất liệu đặc biệt. Đó là các bạn hãy vẽ lên cái bìa sổ của mình. Đó. Và các bạn cũng vẽ lên vào cái túi được ban tổ chức chuẩn bị cho các bạn. Tất cả những cái họa phẩm này nó đều có thể xử lý những cái bề mặt mới như thế này. Đồng ý không? Và ngày hôm nay này, câu chuyện của ngày hôm nay này, chúng ta là top 30 rồi. Chúng ta là người chắc chắn có giải rồi. Vẽ bất cứ cái thứ gì mình thích, được không? Thử xem cái màu này nó có đẹp không? Thử xem cái chất liệu này các bạn đã thích chưa? Nhá. Và một lát nữa thì chú Trường sẽ đi một vòng xem là các bạn vẽ như thế nào. Và ngày hôm nay quan trọng nhất là mình tự tin rồi, mình đã là top 30 rồi. Đồng ý không nào? Nhá. Và ngày hôm nay về nhà hứa với chú Trường là cứ một tuần mình vẽ một bức tranh. Cứ một tuần vẽ một bức tranh. Còn các bố mẹ ạ, các thầy cô ạ, con vẽ trong bức tranh nào mình lật mặt trái ra mình ghi ngày vào đấy. Cất đi. Rất có thể một ngày đẹp trời nào đấy, cách đây độ khoảng 15 năm nữa, 20 năm nữa, đấy là những tài sản vô giá. Còn ngày hôm nay đấy chỉ là những bài tập của các bạn thôi. Còn cần màu, cần giấy vào bên trong rất nhiều. Ok, rồi bây giờ mình hãy bắt đầu thử nghiệm nhá. Nào các bạn mở đồ ra nào. Bắt đầu.